chờ thêm chút nữa. Chịu được nha. Ông Hà gọi cứu lông, ông Hà gọi cứu lông. Cha đã vào trong nhà, yêu cầu cho người đợi chưa hấu. Nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời. Ông Hà gọi cú lông, cá đã vào lưới, hãy cho cú đồng xuất kích. Sau chiến thắng ở ngã ba Dầu Dây, quân ta cắt đứt và làm chủ một đoạn dài đường số 1, cô lập hoàn toàn Xuân Lộc với Sài Gòn. Đêm 20 tháng 4 năm 1975, trước nguy cơ bị bao vây và bị tiêu diệt, toàn bộ các lực lượng địch ở Xuân Lộc đã phải bỏ chạy về phía Bà Rịa. Xuân Lộc được giải phóng, cánh cửa phía đông của Sài Gòn đã mở để lực lượng của quân đoàn 2, quân đoàn 4 và sư đoàn 3 của quân khu 5 vào trận quyết chiến chiến lược giải phóng Sài Gòn. Ngài có khỏe không, ngài đại sứ? Cảm ơn, tôi khỏe. Tôi đang chờ nghe ngài. Thưa ngài đại sứ của Hoa Kỳ, đất nước hùng mạnh nhất thế giới. Không lẽ tôi là đại sứ của nước khác? Tôi hiểu ngài định ám chỉ điều gì, nhưng tôi không phải là người Pháp. Vấn đề là chúng ta cần một người khác lên làm Tổng thống để có thể mở được cánh cửa thương lượng với Bắc Việt. Tôi muốn nhắc ngài đại sứ nhớ rằng
Tôi đang là Tổng thống hợp hiến của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi sợ rằng các tướng lĩnh của ngài không lâu nữa sẽ đề nghị ngài từ chức. Khi ấy có thể sẽ quá muộn. Hơn nữa, giờ đây tôi đâu có nhân danh nước Mỹ. Ngài hiểu cho, con trai của tôi đã hy sinh trong cuộc chiến này. Vợ tôi đã khóc cạn nước mắt vì thương nó. Bây giờ chúng tôi cũng chưa có được nắm xương tàn của nó. Nó đang còn ở đâu đó trên đất nước của ngài. Vậy là tôi phải ra đi vào lúc này sao? Khi mà tình hình Xuân Lộc đang rất tồi tệ, còn tướng Đào thì hoang mang. Không còn cách nào khác. Hãy vì đại cuộc, dân chúng sẽ không quên ngài. Còn với ngài, tòa đại sứ chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm chuyển theo 16 tấn vàng. Cái gì? Ngài định đem vàng để đánh đổi chức Tổng thống của tôi sao? 10 lần số vàng ấy, liệu có đổi được một người trung thành với nước Mỹ như tôi không? Ngài thử nói xem. Các chiến hữu, mất Xuân Lập, cửa ngõ Sài Gòn đã mở, đường dây liên lạc bị cắt đứt. Bây giờ tôi không muốn có tội với các chiến hữu. Tôi ra lệnh tuyên nghi di tản. Không! Không! Chúng ta phải tự thủ với nhau! Bình viện nó lại! Chào ngài đại sứ, ngài khỏe không? Chào ngài, tôi khỏe. Cảm ơn ngài. Xin mời ngài. Rất hân hạnh. Ngài chờ trong một chút để tôi nói chuyện với Tổng thống Thiệu lần cuối. Vâng, thưa ngài. Alo, thưa Tổng thống, tôi đại sứ Martin đây. Hello. Excuse me. Xin lỗi, ngài Martin đây. Are you Ambassador Martin? Yes. Thưa Tổng thống, tôi xin nhắc lại với ngài một lần nữa. Ngài cố vấn Kissinger đã ra lệnh cho tôi yêu cầu ngài phải tuyên bố từ chức ngay ngày mai. Khoan đã. Tôi muốn nói với ngài. Alo. Ngài thấy đó, tôi đã làm tất cả vì một Tổng thống mới của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng vấn đề quan trọng là chúng ta sẽ đạt được gì thông qua thương lượng? Chúng ta phải giữ được Sài Gòn, Biên Hòa và vùng sông Mekong. Nếu họ không đồng ý, thì ngài nghĩ sao? Vậy ý ông thế nào? Chúng ta cần thành lập chính phủ liên hiệp với Cộng sản làm thủ tướng và lực lượng thứ ba là phó thủ tướng. Hãy tạm như vậy đã. Người Mỹ chúng tôi sẽ gây áp lực khi cần. Và chúng tôi cũng không loại trừ giải pháp quân sự.
Tôi xin cố gắng hết sức mình, nhưng ngài hiểu cho, thời gian không ủng hộ chúng ta. Tôi hiểu. Hy vọng cánh cửa thương lượng sẽ được hé mở trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến tranh này. Lúc này mà nói tới điều đó thì hơi sớm, thưa ngài đại sứ, vì tôi chưa là tổng thống. Mỹ đã yêu cầu chúng ta thực hiện điều không thể làm được. Vì vậy tôi đã nói với họ, các ông đòi hỏi chúng tôi điều mà các ông đã không làm được. Các ông đã thất bại với nửa triệu binh lính tinh nhuệ và sĩ quan có tài, và với gần 300 tỷ đô la chi phí trong 6 năm trời. Nếu tôi không muốn nói rằng các ông đã bị Cộng sản Việt Nam đánh bại, thì tôi phải nói một cách khiêm tốn là các ông cũng không thể chiến thắng. Các ông đòi hỏi chúng tôi một điều không thể làm được, giống như là việc lấy đá lấp đầy đại dương. Giống như các ông đưa tôi chỉ có 3 đô la, lại giục tôi đi bằng máy bay, ngồi ghế hạng nhất, mướn phòng 30 đô la một ngày ở khách sạn, ăn 3 hay 4 miếng bít-tết, uống 7-8 ly rượu một ngày. Đó là điều kỳ quặc. Xin chào ngài. Tôi phóng viên báo Tin Sáng đây. Thưa ngài, trước khi rời khỏi đất nước, xin ngài phát biểu thêm về bài diễn văn từ trước vừa rồi. Tôi cho rằng đây là bài phát biểu hay nhất của tôi trong suốt 8 năm làm tổng thống. Và không một ai hiểu rõ bộ mặt Kissinger bằng tôi. Xin ngài cho biết, sau đây ngài có sang Mỹ không? Làm kẻ thù của Mỹ thì dễ, nhưng làm bạn thì rất khó. Báo cáo anh ba. Cục 2 vừa cho biết, đại sứ Mỹ đề xuất với Dương Văn Minh xin gặp ta bàn việc thương lượng. Bây giờ mới bàn về thương lượng à? Điền cho Bộ Tư lệnh Tiền phương, không có thương lượng. Trong 30 năm qua, đây là thời cơ có một, đánh thật mạnh thì thống nhất đất nước càng nhanh. Ít đổ máu của nhân dân, chúng ta phải chịu trách nhiệm với lịch sử trong thời điểm này. Rõ. Điền ngay cho anh ba. Kính gửi anh ba, xin báo cáo với anh, sau khi ông Thiệu từ chức Trần Văn Hương lên làm tổng thống, ông ta rất hung hăng dùng không quân đánh phá khắp nơi và tuyên bố sẽ tử thủ đến cùng. Nguyễn Khoa Nam với dùng 4 chiến thuật vẫn còn nguyên vẹn, đang âm mưu cấu kết với Nguyễn Cao Kỳ để tử thủ. Tình hình còn phức tạp, Sài Gòn có thể phải đổ nát. Chúng tôi xin ý kiến của anh. Người là đã 6 năm, người không còn nữa. Trong giờ phút cần có những quyết định trọng đại này, ước gì người còn sống. Chúng con không thể để Sài Gòn chìm trong biển máu.
Bởi đơn giản, tất cả đều là con cháu Lạc Hồng. Xin bác cho phép, chiến dịch lịch sử này được mang tên người. Thay mặt Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, tôi xin nhấn mạnh một lần nữa về cách đánh đã được tất cả chúng ta nhất trí. Đó là dùng một lực lượng thích hợp để chặn đánh, tiêu diệt và làm tan rã tại chỗ quân địch ở vòng ngoài. Không cho chúng nó rút chạy về Sài Gòn. Còn đại bộ phận lực lượng của ta, nhanh chóng thọc sâu đánh chiếm các địa bàn then chốt ở vùng ven, mở đường cho các binh đoàn đột kích đã được cơ giới hóa mạnh, đánh thẳng vào năm mục tiêu đã được lựa chọn trong nội thành. Trước đó, các lực lượng tinh nhuệ của ta phối hợp với các lực lượng vũ trang và chính trị của nội đô đánh chiếm các cầu qua sông, tổ chức dẫn đường cho các đơn vị và phát động quần chúng nổi dậy. Xin mời anh Thọ. Các đồng chí, chúng ta cần quán triệt tới từng chiến sĩ. Cách đánh như vậy là tinh thần của Bộ Chính trị đã đề ra. Để ngày thắng lợi được trọn vẹn hơn, Sài Gòn ít đổ nát, đồng bào và chiến sĩ ta đỡ tốn máu xương. Thời cơ chiến lược đã nằm trong tầm tay. Chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thưa các đồng chí, chúng ta còn một số nhiệm vụ cụ thể cần thống nhất lần cuối cùng. Binh chủng đặc công bằng mọi giá phải chiếm giữ và kiểm soát các cây cầu để tạo thuận lợi cho đại quân ta tiến vào Sài Gòn. Việc này có khó khăn gì không? Báo cáo Phó Tư lệnh, binh chủng đặc công chúng tôi đã có phương án, xin hứa hoàn thành nhiệm vụ. Về vấn đề Trường Sa, cũng xin thông báo luôn. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã gửi phương án tác chiến lên Bộ Tổng Tham mưu và đã được chấp thuận. Còn vấn đề quan trọng cuối cùng, đó là cắm cờ trên Dinh Độc Lập. Bộ Tư lệnh giao cho Quân đoàn 4. Tôi có ý kiến. Thưa Tư lệnh, nếu các quân đoàn khác vào trước, có được cắm cờ không? Hay phải chờ Quân đoàn 4? Xin ý kiến chính ủy. Các đồng chí à, phân công là như vậy. Như chúng ta vừa nói tới thời cơ chiến lược. Vì vậy theo tôi, thời cơ đến với đơn vị nào thì đơn vị đó phải nắm lấy. Đây là đi chiến đấu, chứ có phải đi ăn cỗ đâu mà giành phần. Theo điện của Bộ Chính trị Trung ương Đảng mà chúng tôi vừa nhận được, thời cơ quân sự và chính trị để mở cuộc tổng tấn công vào Sài Gòn đã chín muồi. Ta cần phải tranh thủ từng ngày để kịp thời tấn công địch trên các hướng và phải hết sức chú trọng kết hợp tấn công quân sự với nổi dậy của quần chúng. Vì vậy, tôi đề nghị Thường vụ Thành ủy Sài Gòn Gia Định nhanh chóng chỉ đạo tất cả cán bộ triển khai về bám địa bàn dân cư. Đặc biệt, ở 5 khu vực ta có thực lực mạnh. Đó là khu vực Bàn Cờ, Vườn Chuối, Ngã Bảy, khu vực Quận Tư, Quận Phú Nhuận, khu vực Cầu Bông, Bà Quẹo. Các đồng chí phải làm sao để lực lượng nổi dậy gồm 4.300 cán bộ đảng viên và 42.000 quần chúng cách mạng đang bám chặt địa bàn phải phối hợp tốt nhất, hiệu quả nhất với các mũi tấn công của quân chủ lực. Các đồng chí có ý kiến gì nữa không? Báo cáo đồng chí Phó Bí Thư. Hiện các cánh Thanh Dận, Phụ Dận, Nông Dận và Hoa Dận đã được chúng tôi triển khai, chốt ở 107 điểm trọng yếu, cả nội và ngoại vi thành phố, để chuẩn bị nổi dậy rồi bung ra. Riêng công dận, chúng tôi đã triển khai được vào các cơ sở của ngành dệt và điện nước với lực lượng khá mạnh. Vì vậy, Thường vụ Thành ủy chúng tôi khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ để phối hợp tốt với đại quân, thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa thắng lợi. Chúc các đồng chí góp phần phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của 3 mũi giáp công để thành phố Sài Gòn được giải phóng thật trọn vẹn. Báo cáo có điện của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Tôi xin giới thiệu, đây là đồng chí Bảy Lương, biệt động Thành, đến làm việc với đơn vị tăng của chúng ta. Xin chào.
vào biệt động lâu chưa? Các đồng chí dạ, mới à. Biệt động Thanh chúng tôi rất vui mừng. Anh biệt động lắm. Khi được giao nhiệm vụ phối hợp với quân chủ lực để giải phóng anh Sài Gòn. Bình. Trần Bình. Để sao cháu? Dạ. Trong số các đồng chí ở đây có ai vô Sài Gòn chưa? Đó, đó chính là lý do mà Bộ Tư lệnh Biệt động Thành cử tôi đến đây. Đường vào Sài Gòn chằng chịt như mạng nhện, không thể học thuộc trong một lúc được. Chỉ có cách chúng tôi đón và dẫn đường cho các đồng chí. Cô ơi, nhưng làm sao nhận được người mình ạ? Dễ thôi, từ cầu Sài Gòn đến Dinh Độc Lập, ở các ngã đường đều có người mặc áo tím như Út Liên nè. Đồng chí ơi, lỡ nhận lầm thì sao? Các anh ơi, tụi em còn đi Honda, mặc áo tím và khăn đằng nhất vai nữa. Từng ấy tín hiệu, lo gì lầm. Nếu như các anh không thấy, tụi em sẽ giãy tay liền mà. Để kỹ Út Liên đứng lên cao. Quay nè, quay qua đi. Khăn của em hay của má em? Cô Bảy mua cho em đó. Thế thì anh phải trả lại em rồi. Ừ, anh cứ giữ. Của cô Bảy cơ mà. Bây giờ nó là của em. Em tặng cho má anh có được không? Nhưng mà anh đâu có ở nhà. Ủa, sao vậy? Mà anh đi vào Nam công tác. Từ hồi anh còn bé tí thế này. Má anh tên gì? Lan. Thúy Lan Liên à? Giải phóng Sài Gòn xong, em sẽ đưa anh đi khắp nơi để tìm má cho bằng được. Anh chịu không? Anh chịu. Nhưng anh xa má lâu lắm rồi, không có ảnh, cũng không nhận được tin tức gì. Anh nói tiếng Hà Nội nghe dễ thương quá. Tiếng là người Hà Nội, nhưng ba anh là người Sài Gòn, má anh lại là người Long An. Anh sinh ra ở Thanh Hóa, còn lớn lên thì học ở Hà Nội. Ôi, anh gì quê quá vậy? Đây là chị Bảy, cán bộ thượng cấp, tổ cánh binh dặn rờ của anh Mười Cúc, hoạt động lần trước với bác, là người lãnh đạo bác cháu mình ấy. Dạ. Chào chị. Chào anh. Còn đây là Quý Hữu Hạnh, tôi thường xuyên truyền đạt chỉ thị của chị cho nó, cháu ruột tôi đó. Bây giờ nó làm tướng mà không có quân. Thôi, chị trực tiếp bàn công chuyện với nó. Dạ. Tôi ra ngoài có việc nha. Mời chị. Dạ. Hiện giờ ông Dương Văn Minh đang thành lập nội các. Anh Mười Cúc muốn anh Hạnh giúp đỡ ông Minh. Lúc này không ai có điều kiện thuận lợi nắm quân đội ngụy như anh, vì anh có mối quan hệ từ hồi đảo chính diệm. Anh băn khoăn tại sao lãnh đạo lại biểu anh giúp đỡ đại tướng tổng thống ngụy chứ gì. Ông ta tốt bụng nhưng có phải cách mạng cộng sản gì đó. Thì ông nội và ba anh có phải cộng sản gì đâu, mà khi còn sống vẫn khuyên anh chống giặc ngoại bang cai trị dân mình kia mà. Chị cho tôi thời gian để suy tính thêm. Không, không còn thời gian để anh lựa chọn đâu. Lúc này không cần quân mà cần trí, mưu trí. Anh đến gặp ngay tướng Minh, thấy việc gì có lợi cho dân cho nước thì anh cứ làm. Anh ơi, bao giờ anh mới vô Sài Gòn? Xa anh từ ngày thằng Bình mới được 3 tuổi. Nay con đã gần 20. Ngày sum họp chắc không còn xa nữa. Chúng ta sẽ đón con về, cho nó học ở Sài Gòn. Nghĩ vậy, em hạnh phúc biết bao. Cô Bảy ơi, cô Bảy. Tổ bốn họ may được tới 500 lá cờ, hơn cả tổ chúng con.
để đâu rồi? Con chia cho các phường hết rồi. Cô à, chừng nào xe tăng vô Sài Gòn hả cô? Cái con này lại nhớ thằng nhỏ Hà Nội rồi phải không? Cô, ảnh đâu có phải người Hà Nội. Sao cháu nói vậy? Ảnh kể mà, ba má ảnh đều là người miền Nam. Ba ảnh quê ở Sài Gòn, má ảnh ở Long An, tên là Thúy Lan. Còn ảnh sinh ở Thanh Hóa, sau chuyển ra Hà Nội, nhà ảnh ở phố Lý Nam Đế. Ủa, nó lớn vậy rồi sao? Đồng chí Trần Bình. Có tôi. Đã có lệnh khi vào Sài Gòn, bộ đội phải mặc bộ quần áo đẹp nhất. Tại sao đồng chí không chấp hành? Báo cáo thủ trưởng, tôi chỉ còn có một bộ để dành đi tìm người nhà, đề nghị thủ trưởng cho phép. Đây là lệnh, đồng chí phải chấp hành ngay. Rõ. Báo cáo đồng chí tư lệnh, cục 2 báo cáo. Có tin, sáng mai Dương Văn Minh nhóm họp để thành lập nội các và chuẩn bị nhận chức tổng thống. Hết. Như vậy càng hay. Lệnh cho phi đội Nguyễn Thành Trung xuất kích. Mục tiêu sân bay Tân Sơn Nhất như kế hoạch đã định. Lệnh cho cục 2 tiếp tục theo dõi thái độ Dương Văn Minh. Rõ. Trình tổng thống. Thưa tổng thống, theo tôi, nội các của chúng ta cần có ngay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Việc gì mà phải vội? Mạnh coi đi. Dạ. Trình tổng thống. Tại sao lại gạch hai chức trên? Trình tổng thống, thực chất quyền lực bây giờ nằm trong tay nhai cảnh sát cả. Thưa tổng thống, có một câu trong diễn văn nhậm chức của tổng thống, tôi e không hợp. Câu gì? Cầm súng tại chỗ và bảo vệ phần đất còn lại. Cứ để tôi, anh Quyền, anh Mẫu có cần nhắc. Để thế phía giải phóng sẽ hiểu là mình mong muốn thương lượng, còn Nguyễn Cao Kỳ lại tưởng là mình cố thủ, nó sẽ ủng hộ và không tụ tập đạo chánh nữa. Để tôi bảo mặt tiên trị nó. Nếu để xảy ra chuyện không thể thương lượng với mặt trận giải phóng là không được đâu. Các vấn đề khác anh em cứ việc trao đổi đi. Chào anh. Tổng thống đang chờ anh. Em chào anh. Anh, tôi đi đâu mà mò tìm mãi không thấy. Em bị theo dõi khống chế chặt quá, giờ mới thoát đi được. Tình hình đến đâu rồi anh? Tại sao tôi hỏi vậy? Mò muốn biết tôi nghĩ như thế nào. Em sẵn sàng nhận bất cứ việc gì anh giao. Tôi đến ngay bộ tổng tham mưu giúp cho tướng Mỹ Lộc. Tình hình khẩn cấp, đang cần một chánh phủ liên hiệp, hiểu chưa? Dạ. Thôi ra với anh em. Thưa đại sứ, hơn 200 quả đại bác đã bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất. C-130 không thể cất cánh được nữa. Xin ngài cho lệnh di tản bằng trực thăng. Tôi còn hơn 500 người của CIA trong thành phố. Tôi sẽ trả lời họ ra sao? Tôi chưa thể quyết định được. Di tản sớm bằng trực thăng sẽ gây hoang mang trong thành phố.
anh em ngồi xuống đi. Thưa anh em, giám đốc nhà cảnh sát Đô Thành đã đào nhiệm, nhưng tổng thống Dương Văn Minh đã kịp thời bổ nhiệm thẩm phán Triệu Quốc Mạnh thay thế. Ông Mạnh có vài lời với anh em. Thưa anh em, tổng thống cử tôi đến đây là để bảo đảm an toàn cho anh em và gia đình, sau đó bày tỏ thiện chí đối với cộng sản để cho cuộc thương thuyết được hoàn hảo. Tôi yêu cầu nộp cho tôi toàn bộ danh sách cán binh Việt Cộng hiện đang bị giam giữ và mở cửa trại giam ngay. Còn ai có khó khăn, đại tá để họ về lo cho vợ con. Sau khi làm theo lệnh của ông thẩm phán, các anh em về nhiệm sở. Đại tá phải trực tiếp giải quyết vụ khám chí hòa, sau đó đại tá có thể về lo việc gia đình. Sáng mai có mặt tại nhiệm sở. Xin cảm ơn ông, gia đình tôi vô cùng biết ơn ông. Mấy anh ơi, tử tù ra hết chưa? Ra hết rồi. Chị Châu ơi, anh Đoàn đang ở Củ Chi hay bên khác? Về dần số phố Thọ Hòa rồi. Có thấy ba Liêm đâu không? Ba Liêm đang ở đây sao kia kìa. Được bao nhiêu lá rồi? Dạ, cũng hơn 300 lá. Vậy hả? Ráng mai thêm đi. Anh thay đồ đi, đợi một chút nha. Còn anh theo tôi. Dạ chào Nico. Dạ. Đây là người của tôi, Nico cứ yên tâm. Dạ. Dạ thưa cô Tư, trong này đã có làm sẵn một số cán cờ để bà con biểu tình dễ cầm. Dạ. Đơn vị mũi nhọn thọc sâu của cánh quân phía đông báo cáo với thủ trưởng Lê Trọng Tấn. Toàn bộ đơn vị đang sẵn sàng chờ lệnh. Tốt. Nhiệm vụ của đơn vị đồng chí: gặp địch ở đâu, để lại một lực lượng đủ để chiến đấu. Còn phải thần tốc tiến về Sài Gòn, phát huy truyền thống sư 312, cắm cờ Điện Biên. Nay phải chớp lấy thời cơ, cắm cờ trên Dinh Độc Lập. Chúc các đồng chí thắng lợi. Báo cáo. Rõ. Toàn thể đơn vị chú ý, nghiêm! Giờ tiến quân đã đến, tất cả thần tốc tiến về Sài Gòn! Thần tốc! Tới điểm nào? Em qua quận nhất coi Tấm Ngân làm ăn ra sao. Anh cứ theo ảnh, xong việc trở về chỗ cũ gặp tôi. Dạ thưa bà. Chuyện gì? Dạ tôi có chuyện muốn nhờ bà. Tôi vội, anh Ba sẽ trả tiền. Tôi muốn xin bà một giấy chứng nhận. Chứng nhận gì vậy? Dạ là có chở bà đi công vụ. Dạ là để phòng thân sau này. À được rồi. Anh Ba, anh làm giấy chứng nhận giùm em nghe. Rồi. Ảnh là chỉ huy lực lượng vũ trang thanh niên đó. Thiệt hả bà? Thiệt, tôi còn gặp lại anh mà. Dạ cảm ơn bà. Thưa bà con cô bác, để phối hợp với quân giải phóng đang tiến vào Sài Gòn,
nhân dân Sài Gòn Gia Định đã nổi dậy khắp nơi để cướp chính quyền. Công nhân nhà máy điện nước đã làm chủ công sở, bảo đảm không cúp nước, cúp điện ở trong thành phố. Quân ta cũng đã nổi dậy. Vì vậy, bà con hãy đồng lòng đoàn kết lại. Đoàn kết. Đừng nghe một số tuyên truyền bậy bạ. Phải vượt qua căn cứ Đồng Dù ngay đêm nay. Ai có ý kiến gì không? Tôi xin có ý kiến. Về nhiệm vụ, tôi không có thắc mắc gì, nhưng không dám cho xe đi vì phải đè lên sát đồng đội, nên tôi không làm được. Đó là việc khó, cho nên ta phải tìm cách giải quyết để thực hiện mũi nhọn thọc sâu của đơn vị. Anh Đạt tới kia rồi, chắc sẽ có cách giải quyết. Anh cho một tiểu đội đi cùng với tôi, ở nhà cứ chuẩn bị, nửa giờ sau xuất phát. Rõ. Đồng chí, nơi trong tôi là tấm ảnh gửi về cho người yêu tôi. Được mà, tôi sẽ mang về cho anh. Alo, Martin đây. Thưa đại sứ, có lẽ ngài đã nghe được tiếng bom nổ. Bây giờ còn tồi tệ hơn rất nhiều so với nửa giờ trước lúc ngài còn ở đây. Nếu ngài không tin, xin mời ngài quay trở lại Tân Sơn Nhất để nhìn tận mắt. Bao giờ ngài mới cho phép di tản bằng trực thăng, thưa ngài đại sứ? Alo, alo.
Đây là đài phát thanh giải phóng tiếng nói của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Buổi phát thanh âm nhạc đặc biệt dành cho người Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Buổi phát thanh bắt đầu. Thưa đại sứ, đài phát thanh của Việt Cộng đã phát tín hiệu đảm bảo an toàn cho máy bay trực thăng của chúng ta rút khỏi Sài Gòn. Đề nghị ngài ra lệnh di tản. Đóng cửa lại. Martin đây. Tôi ra lệnh cuộc hành quân cơn lốc bắt đầu. Điều ngay tiểu đoàn xe tăng 29 ra cầu bông tự chiến. Trình thiếu tướng, có một bà tự xưng là Lâm Thị Phấn, xin được gặp thiếu tướng. Thật không? Dạ, tôi đã xem căn cước rất kỹ. Cho vô. Dạ. Mời bà. Phát. Chị Phấn. Chị tìm em khó quá. Chị hai, lúc này chị sọc vô đây làm cái gì? Phát. Chị đến cứu em mà. Trời ơi, chị hại tôi rồi. Ở đây ai mà không biết chị là dân tập kết? Phải, chị là cộng sản, chị đem vượt 2.000 cây số về đây để lo cho em. Sống chết phải tự liệu lấy. Hãy nghe chị, không còn thời gian đâu. Chị phải thông cảm cho tôi còn danh dự của một quân nhân. Alo, thiếu tướng Lâm Văn Phát phải không? Thiếu tướng cho biết tình hình ở miền khu thủ đô. Tôi đã có kế hoạch phản công. 20 xe tăng đang di chuyển về hướng cầu bông, sẵn sàng tử chiến. Thiếu tướng nghe rõ đây. Tân Tổng thống Dương Văn Minh lệnh cho tôi không được di chuyển quân. Việc đó bất lợi cho Thương Thuyết, nên thiếu tướng phải thi hành ngay lệnh này. Rõ chưa? Em thấy đó, đến Tổng thống Thiệu cũng bỏ chạy, huống chi em. Chị em mình xa nhau lâu rồi, bây giờ phải đoàn tụ thôi em à. Đã liên lạc được với tổng hành trình chưa? Báo cáo thủ trưởng, đang chờ ạ. Báo cáo Tổng Bí thư, báo cáo Đại tướng, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh đã sẵn sàng. Anh Văn, cho bắt đầu. Tôi Phạm Hùng, báo cáo Tổng Hành Dinh. Tổng Hành Dinh cần biết tình hình hiện nay và kế hoạch tổng công kích. Hiện nay là 0 giờ ngày 30 tháng 4. Trên bầu trời Sài Gòn vẫn còn máy bay trực thăng chở người Mỹ ra hạm đội 7. Đại sứ Martin vẫn còn ở lại trong tòa đại sứ. Chúng tôi đã theo dõi và bảo đảm an toàn cho những người Mỹ đang di tản. Mũi nhọn của năm cánh quân ra sao? Báo cáo đại tướng, đã tập kết đúng điểm quy định. Giờ G của chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn theo kế hoạch đã báo cáo với Tổng Hành Dinh. Đợt tổng công kích của năm cánh quân sẽ thần tốc đánh vào năm cơ quan đầu não của Ngụy Quyền. Nếu tình hình diễn biến tốt, giờ ngọ ngày 30 tháng 4, ta sẽ có mặt tại Dinh Độc Lập. Thưa anh ba, Bộ Tư lệnh Chiến dịch xin ý kiến của anh. Cả Hà Nội đang thức, cả nước cũng đang thức, theo dõi cuộc tổng công kích của các đồng chí. Chúc chiến dịch mang tên Bác thành công. Mục tiêu, tinh thần nhất, chuẩn bị, bắn! Thưa
Thưa ngài đại sứ, ngài vẫn còn chưa muốn rời bỏ đất nước này sao? Thưa đại sứ, ngài cố vấn Kissinger yêu cầu ngài phải di tản ngay, chúng ta đã muộn rồi. Alo, Tổng thống Dương Văn Minh phải không? Martin đây. Tôi là người Mỹ cuối cùng sắp rời khỏi Việt Nam. Tôi muốn nhắc ngài hãy nhớ kỹ điều này. Dù còn một phần nghìn tia hy vọng cho thương lượng, cũng xin chớ bỏ qua. Chúng tôi luôn ở bên cạnh ngài. Tạm biệt. Tạm biệt ngài. Tạm biệt đất nước chiến tranh này. Đến giờ rồi, thưa đại sứ. Tư lệnh, theo điện từ các đơn vị báo về thì năm cánh quân của ta vẫn đang tiến đánh đúng với kế hoạch của chiến dịch. Cụ thể là sư đoàn 10 của quân đoàn 3 bắt đầu tấn công sân bay Tân Sơn Nhất, và một bộ phận lực lượng của sư đoàn 10 phối hợp với quân đoàn 1 đánh sang bộ tổng tham mưu Ngụy. Quân của quân đoàn 1 đã tấn công căn cứ Lai Khê trên đường 13. Quân đoàn 4 đang tập trung bao vây đánh chiếm sở chỉ huy quân đoàn 3 Ngụy. Còn binh đoàn Thọc Sâu của quân đoàn 2 đã bắt đầu vượt cầu xa lộ sông Đồng Nai để tiến vào Sài Gòn. Tình hình của đoàn 232 thế nào? Báo cáo, bộ phận đi đầu của đoàn 232 đã tiến gần đến biệt khu thủ đô và tổng nha cảnh sát Ngụy. Điện cho các cánh quân tiếp tục tiến đánh theo kế hoạch. Đặc biệt chú ý phối hợp lực lượng giữa các mũi tiến công, phải đảm bảo cho các đơn vị Thọc Sâu hoàn thành nhiệm vụ, vừa tổ chức tốt cách đánh, chặn các đường rút lui của địch. Rõ.
khi lực lượng địch đã bị mất 4 sư đoàn, số 5, số 18, số 22 và số 25. Còn các lữ đoàn thủy quân lục chiến, thiết giáp bị ta đánh cho tan nát và Sài Gòn bị cắt đứt hẳn với quân đoàn 4 ngụy ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì tân Tổng thống Dương Văn Minh qua đài phát thanh đã xin ngừng bắn để muốn cùng ta thảo luận về việc bàn giao chính quyền. Nhưng Bộ Chính trị đã chỉ thị ngay cho mặt trận như sau. Tiếp tục tấn công vào Sài Gòn theo kế hoạch. Tiến quân với khí thế hùng mạnh nhất, giải phóng và chiếm lĩnh toàn bộ thành phố. Tước vũ khí quân địch, giải tán chính quyền các cấp của địch. Đập tan triệt để mọi sự chống cự của địch. Như vậy là không có chuyện ngừng bắn. Ta cứ tiếp tục tấn công. Đúng vậy. Bộ chỉ huy chiến dịch sau khi thảo luận đã ra mệnh lệnh sau đây. Đề nghị các đồng chí gửi ngay cho các quân khu, quân đoàn, các đơn vị. Một, các quân khu, quân đoàn, đơn vị tiếp tục phát triển và tấn công thật nhanh vào các khu vực, mục tiêu đã quy định trong thành phố và địa phương. Hai, kêu gọi quân địch đầu hàng, nộp toàn bộ vũ khí, khí tài và tập trung các sĩ quan từ cấp tá trở lên. Ba, nếu chỗ nào địch chống cự thì lập tức tiêu diệt ngay. Đánh ra! Trình Tổng thống, anh em chúng tôi tới đây để bảo vệ Tổng thống và bảo vệ nội các mới. Nhưng tại sao 9 giờ sáng nay, Tổng thống lại đọc trên đài, xin ngừng bắn để chờ Cộng sản vào cùng ta thương lượng. Thương lượng có nghĩa là đầu hàng. Hoa cũng như em là quân nhân, thương lượng thật là nhục nhã. Nhưng mà em nên nghĩ, nếu tiếp tục đánh nhau thì số phận của anh em binh lính sẽ ra sao? Hơn nữa, có tiếp tục chống lại họ thì chúng ta vẫn sẽ thua, vì thế và lực của họ quá mạnh. Tôi được lệnh phân công các bạn dẫn đường cho quân giải phóng bằng con đường ngắn nhất. Dạ, dạ. Gần 30 năm, tôi phải xa Sài Gòn bằng con đường này
Hôm nay tôi trở về, gần nửa đời người mới được trở về nơi mình ra đi. Ở đó có vợ tôi, con tôi cũng đang tiến vào cửa ngõ nào đó của Sài Gòn. Vậy là gia đình tôi sắp được sum họp. Trình Tổng thống và các vị, tất cả các cửa ngõ vô Sài Gòn đều bị tấn công. Thiết giáp và bộ binh quân giải phóng đang tiến vào. Ai có vũ khí trong người, hãy chuyển ngay cho trưởng tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Thế là hết. Các chúng tôi đang chờ các ông, xin mời. Các vị ngồi xuống. Ai là Tổng thống Dương Văn Minh? Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh cùng toàn thể nội các đang chờ chỉ huy quân giải phóng tới để bàn giao chính quyền. Các ông không còn gì để bàn giao, vì các ông đã là tù binh. Ngay bây giờ, mời ông đi theo tôi. Thưa ông, ngoài đường súng còn nổ, tôi sợ không an toàn. Quân giải phóng đã làm chủ thành phố, chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho ông. Thưa ông chỉ huy, chữ ông khó đọc quá. Tôi viết vội trên đường hành quân, ông gắng đọc cho. Ông đọc đi. Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống Chánh quyền Sài Gòn, xin tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng. Tôi kêu gọi quân giải phóng. Chúng ta còn không chung. Chúng ta còn không chung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.